các bạn, buổi hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề thi sát thủ đại lý thuế số 03. Nếu mà bạn nào mà chưa làm thì các bạn hãy dừng video lại và tải cái đề về và tự làm đi. Sau đó chúng ta chữa đề nó mới có hiệu quả được, đúng không ạ? Vào cái phần thứ nhất đó là phần lý thuyết, chúng ta có 30 câu và làm trong 25 phút. Đấy, 30 câu làm trong 25 phút. Rồi câu thứ nhất đó là kỳ tính thuế tháng 8 năm 2018 này, công ty cổ phần ô tô bán theo phương thức trả góp. Thì hôm trước chúng ta đã học cái giá tính thuế trả góp là như nào ạ? Là giá bán một lần không bao gồm lãi trả góp, được chưa? Thì các bạn đọc nốt nhanh. Thì ở đây người ta có nói là với giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng là 2 tỷ. Đấy. Lãi trả góp là 200 triệu. Như vậy các bạn không cần quan tâm đến cái lãi trả góp làm gì cả, được chưa? Bạn nhìn 2 tỷ, các bạn tích luôn cái câu đó là A. Rồi, câu 2. Đối với kinh doanh bất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng là gì? Kinh doanh bất động sản thì cái này tôi đã hướng dẫn các bạn rồi, đúng không ạ? Là giá chuyển nhượng bất động sản trừ đi giá đất hoặc giá thuê đất thực tế tại cái thời điểm mà chuyển nhượng. Ok không ạ? Câu 3. Hàng hóa dịch vụ là sau đây thuộc cái đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Với cái câu này thì ở cái đề số 1 đi, chúng ta đã làm rồi. Đáp án đó là sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác chưa chế biến theo quy định của chính phủ. Rồi. Câu 4. Năm 2017, công ty gốm sứ Bát Tràng nhập thiết bị về làm tài sản cố định phục vụ cho sản xuất sản phẩm sứ kích điện để cung cấp cho ngành điện. Đấy, phục vụ kinh doanh này. Mặt hàng này trong nước chưa sản xuất được. À, người ta lại cho cái câu này để làm gì? Để đánh lừa chúng ta đấy. Đề nghị cho biết thiết bị này có thuộc cái đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng hay không? Nếu có thì thuế suất là bao nhiêu phần trăm? Đấy. Đây là chúng ta nhập về làm tài sản cố định, cho nên chúng ta vẫn phải chịu thuế suất bình thường. Đấy, và thuế suất của cái tài sản cố định là bao nhiêu ạ? À, 10%. Rồi không ạ? Tiếp đến câu 5. Công ty trách nhiệm Mai Kim này có thu mua của hộ nông dân và hợp tác xã các sản phẩm gạo, sau đó sai sát đóng gói và bán cho doanh nghiệp thương mại. À, các bạn còn nhớ cái sơ đồ mà hôm trước tôi hướng dẫn các bạn không ạ? Đây, tôi sẽ mở cho các bạn xem nhé. Đây, cái sơ đồ này nó thuộc cái đối tượng gì ạ? Không kê khai, không nộp thuế, đúng không ạ? Khấu trừ mà bán cho khấu trừ thì thuộc đối tượng không kê khai, không nộp thuế. Còn khấu trừ bán cho trực tiếp, chúng ta thuộc đối tượng là chịu thuế 5%. Trực tiếp bán cho khấu trừ 1%, trực tiếp bán trực tiếp là 1%. Đối với những cái mặt hàng trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Ok không ạ? Đấy, các bạn nhớ cái sơ đồ này là làm được hết những cái câu hỏi này. Rồi, đáp án của chúng ta là gì ạ? Không kê khai, không nộp thuế, đúng không ạ? Đáp án C. Câu 6. Công ty cổ phần thương mại Hà Anh này, gia công may mặc. Đấy, gia công may mặc thì cái giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng gia công là gì ạ? Là tiền công mà chúng ta nhận được cộng với cái giá trị nguyên vật liệu phụ mà chúng ta đưa vào sản xuất. À, như vậy các bạn đọc lướt qua đây là giá trị nguyên vật liệu phụ là 20 triệu này, chi phí nhân công là 60 triệu thì chúng ta là đáp án C. Dạ, bạn không quan tâm đến cái tổng giá trị vật tư mà Hà Anh đưa chúng ta đâu nhé. Tiếp đến câu 7, đó là tháng 8 năm 2018 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thuế tại công ty A. Thời kỳ năm 2017-2018 có phát sinh tình huống như sau. Tháng 8 năm 2017 có mua hàng của hai khách hàng, cụ thể khách hàng B với số tiền là 3,3 tỷ đồng, khách hàng C với số tiền là 4,4 tỷ đồng. Đến thời điểm kiểm tra thì đơn vị vẫn chưa thực hiện thanh toán cho hai khách hàng này. Đó, khách hàng B thời hạn thanh toán yêu cầu của bên B, và khách hàng C là thời hạn thanh toán đến tháng 6 năm 2019. Như vậy nhìn vào đây, câu hỏi là gì ạ? Xác định số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ đối với tình huống như trên. Đấy. Thì ở đây chúng ta chắc chắn là được khấu trừ đối với trường hợp khách hàng C rồi. Đó, có cái thời gian thanh toán cụ thể. Còn đối với khách hàng B, tại cái thời điểm mà chúng ta thanh tra mà không có cái thời gian thanh toán cụ thể cũng chưa trả tiền ấy, thì chúng ta sẽ không được khấu trừ cái phần đó nữa. Được chưa ạ? Cho nên cái số được khấu trừ của chúng ta là 400 triệu và đáp án đó là A. Rồi, câu 8. Công ty A có tiền nhàn rỗi ký hợp đồng cho công ty B vay có thời hạn thì khoản tiền lãi thu từ công ty B là đối tượng gì ạ? Là thuộc cái đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Ok không ạ? Rồi, đến câu 9. Công ty Thiên Mai là cái doanh nghiệp sản xuất nước uống đóng chai, giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng của một chai nước trên thị trường là 6.600 đồng. Công ty Thiên Mai xuất 900 chai nước đóng chai cho Hoàng Hải tặng cho nhân viên dịp lễ Tết. Như vậy, cái nhiệm vụ ở đây là gì ạ? Công ty Thiên Thai bán cho công ty Hoàng Hải và công ty Hoàng Hải tặng cho nhân viên, được chưa? Vậy công ty Thiên Mai có
phải kê khai thuế giá trị gia tăng hay không? Tất nhiên là có rồi đúng không ạ? Và giá tính thuế là bao nhiêu? Giá tính thuế là bao nhiêu ạ? Thì các bạn phải xem cái giá này là giá đã bao gồm thuế rồi đúng không ạ? Cho nên chúng ta sẽ lấy 6.600 chia cho 1,1. Đấy, chia cho 1,1 là ra 6.000. 6.000 nhân với lại 900 chai nước thì nó sẽ ra được 5.400.000 được chưa ạ? Đó, thì các bạn xem cái đáp án dưới này. Nhiều bạn thì lại nhanh ổ đoảng ấy, các bạn lấy luôn 6.600 nhân với 900 nó ra luôn đó là 5.940.000. Đó. Cho nên đáp án của chúng ta đó là không có đáp án nào đúng ở đây cả. Đáp án C. Được chưa? Câu 10, hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa dịch vụ khuyến mại quảng cáo được lập như thế nào? À, hôm qua chúng ta vừa học cái giá tính thuế đối với hàng khuyến mại là gì ạ? Bằng không đúng không ạ? Vậy chúng ta lập hóa đơn như thế nào? Thì chúng ta sẽ vẫn xuất hóa đơn và trên cái hóa đơn đấy chúng ta ghi nội dung là hàng khuyến mại chúng ta không thu tiền và dòng thuế xuất và thuế giá trị gia tăng chúng ta không ghi gạch chéo. Thì cái câu này chúng ta sẽ được học ở cái phần sau. Đấy, các bạn nhớ cho tôi cái từ khóa là đối với hàng thương mại chúng ta xuất hóa đơn nhưng mà chúng ta không ghi thuế giá trị gia tăng và chúng ta ghi gạch chéo, được chưa? Đấy, rồi câu 11. Từ bây giờ chúng ta sẽ làm ý, chúng tôi sẽ không đọc lại cái câu hỏi nữa mà tôi sẽ đưa ra cái đáp án cho các bạn luôn và giải thích tại sao lại chọn câu đấy. Ok không ạ? Câu 11 thì đáp án đó là C. Tại vì đây là cái hoạt động mà thuộc cái đối tượng là không chịu thuế giá trị tăng. Đấy, thuộc cái đối tượng không chịu thuế giá trị tăng. Đối với những cái đơn vị tổ chức mà được nhà nước, được một cái tổ chức người ta giao cho làm cái nhiệm vụ. Nhưng mà khi mà anh làm đúng nhiệm vụ đó thì anh thuộc cái đối tượng không chịu thuế. Nhưng mà anh không làm đúng ý, anh cung cấp một cái dịch vụ khác thì đó là thuộc cái đối tượng chịu thuế, được chưa? Với thuế suất là 10%. Thì đáp án đây là đáp án C. Rồi, câu 12. Câu 12 đáp án của chúng ta là A. Được kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng từ ngay giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản. Ok không ạ? Rồi, câu 13. Đáp án đó là B. Không thuộc cái đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Đấy. Tại sao ạ? Cái câu này chúng ta học ngay từ cái hôm đầu rồi. Đấy, những cái sản phẩm từ thức ăn heo giống mà chúng ta nuôi thì chúng ta bán sản phẩm đó thì thuộc đối tượng là không chịu thuế giá trị tăng, được chưa? Câu 14, đối với hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại giá tính thuế bằng không đúng không ạ? Đó, đáp án là A. Đây, đáp án A, được chưa? Rồi, câu 15, công ty A thế chấp một ô tô tại ngân hàng thì đây thuộc cái đối tượng là không chịu thuế và nó nằm ở cái đối tượng là bán tài sản bảo đảm, được chưa? Tiếp đến câu 16, đối với cái hàng hóa mà xuất khẩu là chúng ta không có cái tờ khai hải quan ấy thì chúng ta phải kê khai nộp thuế như hàng nội địa. Tại sao ạ? Tại vì thuế họ không biết được là thực tế anh có xuất khẩu hay không thì anh không được hưởng cái thuế suất 0% khi mà anh không có tờ khai hải quan đâu. Đó. Cái phần này tôi sẽ hướng dẫn bạn cụ thể hơn trong cái phần thuế suất 0%. Đấy. Cái câu 17 này cũng thế, tôi sẽ hướng dẫn bạn cụ thể hơn trong cái phần thuế suất 0%. Thì đáp án ở đây đó là đáp án B. Nếu mà bạn nào mà chưa học thì bạn có thể chọn được đáp án B. Được chưa? Bình phun thuốc sâu xuất khẩu. Đấy, cứ nghe thấy xuất khẩu là chúng ta là 0% rồi, đúng không ạ? Chuyển nhượng dự án đầu tư của chúng ta thuộc đối tượng không kê khai không nộp thuế thì chỉ còn mỗi đáp án đó là B, chuyển nhượng vốn ra nước ngoài. Đấy, cái trường hợp này chúng ta sẽ được học ở cái phần thuế suất 0%. Rồi. Câu 18. Đấy, giá tính thuế, khi mà chúng ta tiêu dùng nội bộ là gì ạ? Đó là giá mà chúng ta bán tương đương trên thị trường. Thì giá tương đương trên thị trường ở đây đó là 5.000 một chai thì đáp án đó là C. Tiếp đến là câu 19. Đối với câu 19 này nó rơi vào cái trường hợp đó là cá nhân mang cái tài sản cố định đi góp vốn vào một công ty. Cụ thể ở đây đó là cái công ty A. Thì đối với cái trường hợp này thì chúng ta sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng của cái tài sản đấy đâu, đúng không ạ? Nhưng mà cái đáp án nó đưa ra những cái lý lẽ rất là thuyết phục. Đấy, đáp án A đó là 600 triệu tương ứng với cái giá tính thuế là 6 tỷ. Đáp án B là 60 triệu, có nghĩa là như thế nào ạ? Nhiều bạn tư duy là bị giới hạn ở mức 1.6 tỷ, được chưa? Và chúng ta đã khấu hao 1 tỷ rồi thì còn 600 nhân với 10% là ra 60 triệu, đúng không ạ? Đấy, nhiều bạn lại tư duy ngay là giới hạn 1.6 tỷ nên các bạn nhân với lại 10% là ra 160 triệu. Nhưng đáp án của chúng ta đó là đáp án D, không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng, các bạn nhớ chưa ạ? Ok. Câu 20, đối tượng nào sau đây thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng? Đối tượng nào các bạn? Chúng ta học rồi đúng không ạ? Đó là sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cái bộ phận của con người. Đấy. Rồi, còn những cái đối tượng này chúng ta sẽ được học ở phần sau. Tiếp đến câu 21, đối tượng nào sau đây thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng? Đáp án đây là đáp án C. Lâm sản chưa chế biến ở công thương mẹ bán cho doanh nghiệp trực tiếp. Các bạn nhớ lại cái sơ đồ mà tôi cho các bạn xem đó là khấu trừ bán cho trực tiếp là chịu thuế 5%, đúng không ạ? Rồi đúng không ạ?
Còn cái điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc thuộc cái đối tượng là không kê khai không nộp thuế. Hoa hồng hưởng từ đại lý bán đấu giá cũng là không kê khai không nộp thuế. Dịch vụ bưu chính viễn thông từ nước ngoài vào Việt Nam cũng là thuộc cái đối tượng không kê khai không nộp thuế. Tiếp đến là câu 22, trường hợp nào sau đây thuộc cái đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng? Thì chúng ta có một cái trường hợp đó là tàu đánh bắt xa bờ có công suất máy chính từ 90 cv trở lên, thì đáp án đó là đáp án B, thì thuộc cái đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Và ở cái câu 23 này nó cũng là thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Các bạn nhớ cái trường hợp mà chúng ta bán vốn góp đi không ạ? Đó là chúng ta mang tài sản cố định góp vốn vào một công ty và chúng ta có được cái số vốn góp đó, sau một thời gian chúng ta bán nó đi, thì cái số tiền mà chúng ta thu được từ bán vốn góp đó thuộc cái đối tượng là không chịu thuế giá trị gia tăng. Các bạn nhớ cho tôi được chưa? Rồi, câu 24. Thì cái câu 24 này cũng giống như câu ở phía trên, đó là chúng ta áp dụng cái sơ đồ là khấu trừ bán cho khấu trừ thuộc cái đối tượng là không kê khai không nộp thuế, đúng không ạ? Cho nên các bạn không được nhầm cái câu này đâu nhé. Đáp án đó là đáp án D, tất cả đều sai. Rồi, câu 25. Máy móc thiết bị phụ tùng nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ, thì rất nhiều bạn sẽ sai câu này đấy, được chưa? Ở đây chúng ta phải thêm một cái điều kiện gì nữa, đó là máy móc thiết bị trong nước chúng ta chưa sản xuất ra được đấy, cho nên đáp án đó là đáp án B, chịu thuế xuất giá trị gia tăng. Tiếp đến câu 26. Câu 26 này chúng ta vẫn áp dụng cái sơ đồ lúc nãy, đó là khấu trừ chúng ta bán cho trực tiếp thì chịu thuế xuất là 5%. Đáp án đây là đáp án B, bạn nhớ được cái sơ đồ đó cho tôi, ok không ạ? Rồi, câu 27. Câu 27 đó là đáp án B. Chúng ta không có giới hạn về thời gian kê khai khấu trừ, miễn làm sao anh kê khai khấu trừ trước cái thời điểm mà có thanh tra quyết toán là được, ok không ạ? Rồi, câu 28. Ở cái câu 28 này thì chúng ta sẽ được học kỹ hơn ở cái phần thuế suất 0%. Đáp án đây nó là đáp án A. Và câu 29. Câu 29 thì khá là đơn giản đúng không ạ? Đáp án đúng là đáp án A. Rồi, câu 30. Thì ngày 28 tháng 8, 2018, công ty A mua 18 triệu tiền hàng, ngày 26 mua tiếp 15 triệu và cả hai lần đều thanh toán bằng tiền mặt, đồng thời có hóa đơn trị giá là 33 triệu. Công ty A có được khấu trừ hay không? Tất nhiên là không, đúng không ạ? Ở đây chúng ta xuất hóa đơn cho 2 ngày là tổng là 33 triệu, cho nên hóa đơn là trên 20 triệu rồi, chúng ta phải thanh toán bằng chứng từ không dùng tiền mặt. Đấy, đáp án đó là đáp án A. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau chữa xong 30 câu trắc nghiệm rồi. Các bạn dừng video này lại và tự chấm xem mình được bao nhiêu điểm. Sau đó chúng ta sẽ sang cái phần bài tập. Đấy, sang phần bài tập. Thời gian làm là 45 phút. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái đề bài và chữa từng phần một. Ok không ạ? Công ty cổ phần du lịch Thái Sơn là một cái doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực khách sạn và du lịch tại miền Nam. Khách sạn và du lịch, các bạn nhớ hai cái từ khóa này cho tôi nhé. Trong tháng 10 năm 2018 có các nhiệm vụ kinh tế phát sinh như sau. Tháng 10 năm 2018, đó, ba từ khóa rồi, các bạn nhớ cho tôi. Cái nhiệm vụ thứ nhất đó là cung cấp dịch vụ phòng khách sạn cho tổ chức PIE. Đây là một cái tổ chức phi chính phủ quốc tế đang làm việc viện trợ nhân đạo tại địa phương. Tổng giá trị của hợp đồng là 500 triệu. Người đại diện của đoàn cung cấp cho Thái Sơn văn bản có xác nhận của Bộ Tài chính về hoạt động của đoàn. Như vậy, cái đối tượng là đối tượng gì ạ? Đối tượng không chịu thuế, đúng không ạ? Và có cái xác nhận của Bộ Tài chính cho lên cái dịch vụ mà chúng ta cung cấp ấy, cũng thuộc cái đối tượng là không chịu thuế giá trị gia tăng. Đấy. Rồi, thì các bạn phải ghi ở đây nó đó là đầu gì đây? Đầu ra và không chịu thuế. Đấy, các bạn ghi như thế nhá. Rồi tiếp, nhiệm vụ 2 cung cấp dịch vụ phòng khách sạn cho tổ chức Giọt Máu Hồng, một tổ chức từ thiện được thành lập theo pháp luật Việt Nam với số tiền là 300 triệu đồng. Thì ở trong cái phần đối tượng không chịu thuế mà tôi có nhắc đi nhắc lại đó là các cái tổ chức từ thiện ấy phải có cái xác nhận của Bộ Tài chính, thì chúng ta cung cấp dịch vụ cho những cái đối tượng đó thì chúng ta cũng được là cái đối tượng không chịu thuế. Cho nên cái đối tượng Giọt Máu Hồng này có cái văn bản của Bộ Tài chính không ạ? Không, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải chịu thuế bình thường. Dịch vụ phòng khách sạn thì chúng ta chịu thuế suất là 10%. Đấy, ok không ạ? Thì bạn ghi đây là đầu ra 10%. Tiếp đến, nhiệm vụ 3 là cung cấp dịch vụ phòng khách sạn cho tổ chức cá nhân là 1.800.000. Trong đó có 200 triệu đồng là số tiền tạm ứng của công ty Thiên Kỳ cho cái hợp đồng tổng giá trị là 600 triệu để tổ chức hội nghị từ 12 tháng 11 đấy đến 18 tháng 11. Như vậy cái 200 triệu này có được tính vào cái kỳ tính thuế là tháng 10 năm 2018 này không ạ? Đúng không ạ? Cái dịch vụ này nó chưa diễn ra, cho nên cái 200 triệu này chúng ta phải loại trừ ra. Đấy, cái giá tính thuế của chúng ta lúc này chỉ còn là 1.800.000 trừ đi 200, chỉ còn 1.600.000 thôi, đúng không ạ? Đấy. Tiếp đến nhiệm vụ 4 đó là mua một xe ô tô 24 chỗ phục vụ đưa đón
khách trị giá là 3,3 tỷ đồng của bà Huệ Nguyễn và một xe ô tô 7 chỗ phục vụ cho lãnh đạo công ty trị giá là 2,8 tỷ. Cả hai chiếc xe trên đã hoàn tất thủ tục đăng ký trong tháng. Đấy, nhiều bạn đọc đến cái đoạn là đã hoàn tất thủ tục đăng ký trong tháng. Đấy, các bạn lại nghĩ như thế này là bị giới hạn ở mức 1,6 tỷ và các bạn ấy lấy luôn là 3,3 tỷ trừ đi 1,6 tỷ đấy và lấy 2,8 tỷ trừ đi 1,6 tỷ thì ra cái phần mà chúng ta không được khấu trừ đấy, đúng không ạ? Nhưng mà bạn hoàn toàn sai rồi, hoàn toàn sai đấy. Các bạn đọc thứ nhất nhé, thứ nhất ở đây cái từ khóa chúng ta là gì ạ? Khách sạn và du lịch, cho nên những cái tài sản cố định như ô tô ấy chúng ta được khấu trừ toàn bộ chứ không bị giới hạn bởi cái mức 1,6 tỷ đâu, đúng không ạ? Đấy, và các bạn phải đọc kỹ ở đây nữa, đó là cái xe ô tô 24 chỗ này là chúng ta mua của cá nhân mà cá nhân có xuất hóa đơn không ạ? Không, đúng không ạ? Cho nên cái phần 3,3 tỷ này là chúng ta không được xuất hóa đơn. Đấy, người ta răng bẫy chúng ta đủ đường luôn. Đấy, nếu mà các bạn không nắm rõ cái quy định 1,6 tỷ đối với cái nhà hàng khách sạn thì các bạn sẽ bị răng bẫy, đúng không ạ? Bị răng bẫy ở cái mức 1,6 tỷ. Đấy, còn trong khi nếu mà các bạn biết là nhà hàng khách sạn là thuộc cái đối tượng không bị giới hạn ở mức 1,6 tỷ thì các bạn bị răng bẫy ở cái đối tượng là cá nhân này này, đúng không ạ? Cá nhân thì chúng ta không được khấu trừ đâu, không có thuế giá trị tăng. Đấy, rồi như vậy là chúng ta chỉ được khấu trừ cái ô tô 7 chỗ này thôi với cái giá là 2,8 tỷ thì cái thuế giá trị gia tăng đầu vào chúng ta được khấu trừ là 280 triệu, ok không ạ? Đấy, cho nên là cái kỹ năng mà chúng ta làm bài và phân tích nó rất là quan trọng đấy, ok không ạ? Bạn ghi ở đây đó là đầu vào. Rồi, tiếp tháng 9 năm 2018 Thái Sơn nhập mua hệ thống cầu thang máy tự động đồng bộ với giá là 6,3 tỷ của công ty thiết bị nhập khẩu Tiểu Giang. Hệ thống được lắp đặt và đưa vào sử dụng ngay trong tháng. Sang tháng 10 Thái Sơn phát hiện ra có một thiết bị trị giá là 1,2 tỷ không đúng thương hiệu như ban đầu. Nên sau khi thương lượng, Tiểu Giang đồng ý giảm giá cho Thái Sơn 25% và đã xuất hóa đơn giảm giá trị hàng bán. À, các bạn phân tích như thế này nhé. Ở kỳ tính thuế của chúng ta là kỳ tháng mấy ạ? Tháng 10 đúng không ạ? Mà ở đây nhiệm vụ này nó đang nói đến là cái nhiệm vụ tháng 9 năm 2018. Cho nên cái 6,3 tỷ này này, cái 6,3 tỷ này chúng ta đã có hóa đơn chưa ạ? Hóa đơn đầu vào chúng ta có chưa ạ? Chúng ta có rồi và chúng ta đã kê khai tại tháng 9 rồi, đúng không ạ? Đấy. Cho nên là sang cái tháng 10 này này, khi mà chúng ta phát hiện ra cái thiết bị mà không đúng thương hiệu như ban đầu ấy thì chúng ta sẽ xuất một cái hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị hàng bán là 300 triệu, ok không ạ? Và thuế suất là 30 triệu. Thì các bạn ghi ở đây đó là đầu vào, nhưng mà chúng ta sẽ là ghi âm nhé, ok không ạ? Rồi, nhiệm vụ thứ 6 đó, công ty Sông Hồng ký hợp đồng thuê phòng của Thái Sơn từ tháng 3 năm 2018 cho các khách hàng từ nước ngoài sang Việt Nam. Và cái tiền dịch vụ khách sạn là 250 triệu, Sông Hồng đã thanh toán hết 100% giá trị hợp đồng vào tháng 3 năm 2018 và chúng ta đã xuất hóa đơn cho người ta luôn rồi. Có nghĩa là như thế nào ạ? Là cái 250 triệu này chúng ta đã kê khai và nộp thuế vào cái tháng 3 năm 2018 rồi. Đấy, đến tháng 10 năm 2018 thì khách của công ty Sông Hồng sử dụng chỉ có 150 triệu thôi. Và hai bên đã đối chiếu và hoàn tất các cái thủ tục cần thiết. Các cái thủ tục ở đây là gì ạ? Có nghĩa là công ty Thái Sơn phải xuất một cái hóa đơn đầu ra nữa và điều chỉnh giảm cái giá trị hàng bán ra là 100 triệu. Đúng không ạ? Là 100 triệu. Như vậy chúng ta phải xuất một cái hóa đơn đầu ra là âm 100 triệu nha các bạn nha. Thì các bạn ghi ở bên cạnh này này, đó là đầu ra âm 100 triệu. Đấy, được chưa? Rồi, cái nhiệm vụ thứ 7 đó là nhận bàn giao và đưa vào sử dụng cái hệ thống chất thải của khách sạn trị giá là 500 triệu. Và cái hệ thống này chúng ta được khấu trừ. Đấy, chúng ta được khấu trừ là 50 triệu. Thì các bạn phải có một cái câu giả sử ở đây là hệ thống xử lý này có đầy đủ hóa đơn và chứng từ, ok không ạ? Rồi cái nhiệm vụ thứ 8 đó là 10 chiếc điều hòa mua của công ty điện máy xanh trị giá 100 triệu bị lỗi. À, bị lỗi à? Hai bên thống nhất điện máy xanh nhận lại hàng và trả lại tiền cho Thái Sơn. Hai bên cũng hoàn tất các thủ tục cần thiết. À, như vậy là như nào ạ? Có nghĩa là tháng 10 này chúng ta mua 10 cái điều hòa và bị lỗi, như vậy chúng ta sẽ trả lại. Trả lại thì chúng ta phải xuất một cái hóa đơn đầu gì ạ? Đầu ra. Đấy, chúng ta phải xuất hóa đơn đầu ra là 100 triệu. Các thủ tục cần thiết đây là gì ạ? Có nghĩa là công ty Thái Sơn phải xuất một cái hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị là 100 triệu và tiền thuế là 10 triệu. Đấy, đấy là 8 nhiệm vụ
Ngoài ra còn các cái thông tin như sau, đó là nhận được thông báo của cơ quan thuế yêu cầu nộp thuế giá trị gia tăng và tiền phạt của tháng 7 năm 2018, đồng nghĩa với việc là tháng 7 năm 2018 này không còn số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ chuyển sang tháng 8. Ok không ạ? Rồi, phát hiện hóa đơn mua 10 chiếc TV trị giá 760 triệu tháng 9 năm 2018 của Trần Anh đã sai mã số thuế. Có nghĩa là tại cái tháng 9 này chúng ta đã kê khai 760 triệu này rồi đúng không ạ? Đấy, Thái Sơn đã báo cho công ty Trần Anh viết lại hóa đơn nhưng mà chúng ta không biết là người ta viết lại chúng ta là vào kỳ nào. Đấy, không biết là viết vào kỳ nào. Cho nên tại cái kỳ mà chúng ta báo cho công ty Trần Anh ấy, thì chúng ta phải điều chỉnh giảm cái số thuế mà chúng ta đã khấu trừ của cái kỳ tháng 9 này. Được chưa? Đấy, điều chỉnh giảm như thế nào các bạn? Có nghĩa là chúng ta sẽ điền vào cái chỉ tiêu 37 của cái kỳ đó là tháng 10 năm 2018, đó là 76 triệu cái tiền thuế điều chỉnh giảm cái tiền thuế được khấu trừ ở cái kỳ trước là điền vào chỉ tiêu 37, được chưa, của kỳ tháng 10 năm 2018. Rồi, tiếp đến là hóa đơn ngày 16 tháng 7 năm 2018 vận chuyển hành khách công ty dịch vụ Vivu tháng 7 2018 bị sót do chưa kê khai giá trị là 120 triệu đồng. Có nghĩa là tháng 7 năm 2018 chúng ta còn thiếu một cái hóa đơn, đó là đầu ra mà chúng ta chưa kê khai. Như vậy các bạn nhìn ở phía trên này này, cái tháng 7 năm 2018 này chúng ta không còn thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, cho nên nó không ảnh hưởng gì đến cái tờ khai cả, đúng không ạ? Và nó chỉ ảnh hưởng đến cái số tiền mà chúng ta phải nộp thôi. Đấy, tại cái thời điểm mà chúng ta phát hiện cái hóa đơn bị bỏ sót ý, thì các bạn phải nộp cái số tiền thuế đó là 12 triệu cộng cái tiền chậm nộp. Đấy, tiền chậm nộp nhé. Đấy, được chưa? Tiền chậm nộp tính từ ngày nào bạn? Đó là tính từ cái ngày 20 tháng 8 năm 2018, được chưa? Rồi, đến cái thời điểm mà chúng ta kê khai. Ok, nó còn có một cái thông tin nữa, đó là thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 86 triệu. Kỳ trước chuyển sang là 86 triệu, có nghĩa là từ cái tháng 9 năm 2018 chuyển sang tháng 10 năm 2018 thì là 86 triệu. Ok. Vậy bây giờ chúng ta bắt tay vào làm nhé. Làm theo 6 bước tôi đã hướng dẫn các bạn. Ok không ạ? Bây giờ tôi sẽ mở cái phần mà tôi đã làm lên. Đây. Ra xem từng bước một nhé. Các bạn so sánh với cách mà các bạn đã làm, xem đã đúng chưa, thiếu bước nào hay không. Rồi, cái bước thứ nhất đó là chúng ta giả sử. Ok, cái bước này không thể nào thiếu được, đó là ba cái gạch đầu dòng. Rồi, cái bước thứ hai đó là chúng ta xác định cái thuế đầu ra phải nộp. Nghiệp vụ 01 đó là hàng hóa dịch vụ cung cấp cho tổ chức quốc tế có xác nhận của Bộ Tài chính thuộc cái đối tượng không chịu thuế đầu vào của hoạt động này được khấu trừ, vẫn được khấu trừ bình thường nha các bạn nhé. Giá tính thuế là 500. Đấy, chúng ta không phải nộp thuế. Rồi, tiếp đến là đối với hàng hóa dịch vụ chịu thuế là 10%. Nghiệp vụ 02, hàng hóa dịch vụ cung cấp cho tổ chức từ thiện trong nước thuộc cái đối tượng là chịu thuế là 300, thuế suất là 30. Rồi, nghiệp vụ 3, tiền đáp ứng cho hợp đồng dịch vụ chưa thực hiện nên chưa phải nộp thuế. Đó, 1.6 tỷ là 160 triệu. Là các bạn lấy 1.8 tỷ trừ đi 200 cái tiền mà chưa thực hiện ấy. Ok không ạ? Tiếp theo là cái nghiệp vụ thứ 6 là đối với dịch vụ xuất thừa, Thái Sơn phải xuất hóa đơn điều chỉnh giảm tại cái kỳ đối chiếu, đúng không ạ? Cái giá đó là 250 triệu trừ đi 150 triệu mà người ta đã sử dụng. Đấy. Còn là 100 triệu chúng ta phải ghi điều chỉnh giảm, được chưa? Rồi cái bước 3 đó là chúng ta xác định cái tỷ lệ doanh thu. Nhưng mà ở đây chúng ta có cái hoạt động của cái đối tượng không chịu thuế, không ạ? Chúng ta có cung cấp cái dịch vụ gì không chịu thuế, không ạ? Không, đúng không ạ? Đấy. Cho nên là chúng ta sẽ không cần phải xác định cái bước này nữa, được chưa? Cái giải thích của tôi đây này, các bạn có thể dừng lại xem cái giải thích của tôi nhé. Rồi, tiếp đến bước 4 đó là chúng ta xác định cái thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Nhiệm vụ 4 là chúng ta mua ô tô của cá nhân không được khấu trừ. Đấy, các bạn phải ghi rõ cái lý do ở đây thì chúng ta mới được điểm, đúng không ạ? Người ta có hỏi thì chúng ta phải trả lời chứ, đúng không ạ? Đấy, tiếp đến là chúng ta phải trả lời cái ô tô 9 chỗ là chúng ta không bị hạn chế ở mức 1.6 tỷ, cho nên cái giá tính thuế là 2.8 tỷ nhân với 10%. Ok không ạ? Rồi, cái nhiệm vụ 5, hóa đơn giảm giá điều chỉnh giảm tại cái thời điểm chúng ta xuất hóa đơn là 300 triệu, được chưa? Là 1.2 tỷ nhân với lại 25% là 300 triệu và thuế là 30 triệu. Rồi, nhiệm vụ 7, thuế giá trị gia tăng hệ thống xử lý chất thải được trừ là 500 và 50 triệu. Nhiệm vụ 8 là chúng ta trả lại, chúng ta bên mua ấy phải xuất hóa đơn trả lại. Đấy, và điều chỉnh giảm tại cái kỳ mà chúng ta trả đó là 100 triệu và 10 triệu tiền thuế. Rồi, tổng cộng lại là bao nhiêu ạ? Giá tính thuế là
2 tỷ 9 và thuế giá trị gia tăng chúng ta được khấu trừ là 290 triệu. Xong đến đó là bước 5. Đó là điều chỉnh dữ liệu của kỳ trước. Với cái bước này thì tôi không hướng dẫn lại nữa, đúng không ạ? Tôi đã giải thích cho các bạn rồi. Thì các bạn có thể tải cái file mềm này về, các bạn xem kỹ cho tôi, ok không ạ? Và các bạn so sánh cái kết quả các bạn đã làm ấy, là xem là đúng là cái số thuế Thái Sơn còn được khấu trừ của cái kỳ tháng 10 năm 2018 là 120 triệu hay không. Đấy, nếu mà các bạn làm đúng thì xin chúc mừng các bạn. Đấy, được chưa? Cái buổi trước bài tập của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.